Cái đó em bao nhiêu ạ? Cái này anh lấy thôi, không lấy em lấy cũng được. Cái đó bao nhiêu ạ? 300. Đây bé 200, 2 thau nè. Đó. Chú bé 200 thì chú bé không được mà 300 thì chắc nào vào. Anh trai, anh lấy 4 thau, em lấy 300 của mày, em đi về luôn á. Dạ luôn. Có thiệt á. Dạ luôn. Không, không mua là ông quý luôn á. Bao nhiêu? 4 thau tôi lấy 300 luôn á. Nói giáo gì đâu, tôi biết dĩa tôi đi về luôn á. Nhìn này thau nào thế này nè, mực chưa ngâm đá còn mềm luôn nè. Thấy không? Mực anh luộc kìa nó săn luôn á. Cả mấy ký luôn á, tôi lấy 300 ngàn, tôi biết dĩa tôi đi về luôn á. Chuyện đó xấu quá hèn cực kỳ luôn. Ô, em làm sạch sẽ luôn đi nha. Anh đừng suy nghĩ em mấy dĩa giờ em đi về luôn á, nắng quá chịu không nổi. Tôi chỉ lấy cho em. Không, không, chưa đã ra đây tắm. Trời, anh không nổi đâu. Anh bảo tôi làm đánh sao đâu, anh mua sao mà anh có sao em nói luôn nè, nghĩ sao một bộ bự không à. Yeah. Ủng hộ em thêm 2 thao nữa đi, mời từ sáng sớm mới bước ra cổng luôn á. Đi vòng vòng nhiều chứ. Em mua rồi, xong. Anh làm mua thêm đi, một giờ anh ăn không hết, anh bảo tôi đâu nó có hư hao gì đâu, anh cầm cái bộ này. Thôi được rồi. 2 thao nó nhiều lắm anh nè, cho anh ủng hộ em đi. Thôi em không mua đâu, em không. Nghĩ sao lấy thêm đi. Bỏ đá rồi quá trời rồi. Anh nha. Anh lấy cho 2 thao 200 luôn được chưa? Em giờ 2 thao luôn, nó nhiều lắm, nó sắp 2 lần lận. Nghĩ sao vậy? Cái gì? Lại rồi luôn, mới mua không mua kìa. Mua gì nữa? Nè anh nha. Thôi được rồi, mua cái này được rồi. Thì như vậy á, như vậy chốt hạ luôn nè. Giờ mua một cái không cần nữa. Không, bây giờ em hạ đại hạ giá. Có một rồi là như mình mua nhiều lắm rồi. Em lấy thau gì này? Ở trong đó có xanh rồi, lấy thau gì đây? Cái đi đâu mà mày giật đó đi? Thôi được rồi, vợ em mua cua đá kia rồi. Lấy 10 con nè. Được rồi. Rồi anh nói là 400 là bé cho em, nó thiệt luôn này. Con này chứ không phải chị bé cậu, nó thiệt cho cháu lũ này. Bây giờ em lừa phải không? 400 em lừa phải không? Không có đâu, chỉ là mấy cái thang đây nè. Để anh lừa. Sao kỳ vậy? Không có, cái này là bự mà. Mấy con đây cũng bự không phải. Không phải, đó tôi là mấy chị nè. Ê, đừng. Em bự con mày, ta lấy tâm ngôn cho. Chị lấy thùng. Ê, lấy thùng lớn chưa đem bỏ mực vào luôn. Lấy hết luôn, mua giùm chuyện sao này 300 này, đứa này chị 300 luôn này. Sao 300 người ta bé 1 con 100 ngàn đây, ta bé đi nhiêu? 100 ngàn. Lộn sao? 10 con nhiêu đây 400 ngàn hả? Thì gọi đi. Lấy ngàn nữa không xin đi. 100 ngàn con trong vú rồi á. 80 ngàn con vốn rồi á. 80 ngàn con vốn. Nào ông đang xuống đây hả? Thao luôn về luộc ăn lại ha, đem đi.
Ê, để em bỏ mực vô luôn. Được à? Vậy thôi bỏ em bỏ cái thùng mực này qua phía này luôn đi. Tại vì anh còn mực kia nữa. Mực nào nữa? Thì tại người ta cứ ép mua hoài à. Ông nói từ từ một lúc còn ông mua hết cho rồi. Vậy thôi anh đỡ tôm kia cho em luôn đi. Ờ, để tôi. Cô kia chia hai ra. Chia tôi. Còn qua luôn rồi lo cái gì. Mực nào? Mực nào nữa? Không còn sống đâu anh ơi, mua cái này không còn sống đâu. Cái bậc này là của đôi tia trai đây. Ủa quán bậc này của ai ta? Bà đưa tiền cho ai? Có cái bịch nhựa nào không chị? Cho cái bịch mở vô cái này, khỏi bỏ cái thùng đi. Chị như đập nhiều đá dùng em nghe không có về tới. Không. Cái này bỏ riêng. Cái này người khác á. Chị cứ. Cái này nó bỏ riêng đó, đá đầy vào. Cái này bỏ vô là bỏ vô này luôn nha Dũng. Ừ. Đủ không ta? Không đâu. Ông mua con bao nhiêu mua tôm vậy? Mua đâu? Cái mực hay tôm. Cái nhưng mà cô còn đá không? Còn đang chở lên. Ừ, lấy hai cái đi. Này. Cái thùng này nhiêu tiền vậy? Cầm anh trả tiền. Bao nhiêu tôm nhiêu em? 350 con. Chị. Ủa chết ta. Là sáng giờ là bay gần chiều rồi. Mở mắt là bay chiều đấy. Em ở cùng với ai vậy? Hả? Em ở cùng với ai? Ở cùng với ai là sao? Ý là em ở cùng với ai á? Cũng sao vui nhiều thế? Ở với chị mà. À với anh Cường. Em sợ là sợ giờ tới chiều nó bị hư hay không có đâu. Chị bỏ nhiều đá chung là bọn em lấy ra. Sợ nó... Tại vì đến 9 giờ tối mới về đến nhà á. Ủa anh mua nhiêu tôm ạ? Dũng. Hả? Anh mua bao nhiêu tiền tôm vậy? 200 ngàn rồi. Hả? Cầm cầm lấy vô, chụp hình thế thôi. Quá trời mua luôn rồi. Mình
chưa mua giới thiệu đâu, mua một chuyện giới thiệu. Thì nó còn nhiều lắm, mà chủ yếu là nó có chịu mua hay không, đó là hai quan trọng. Hai xe hả, có hai xe hay bốn? Hai xe. Hai xe có 80 người à. Sau chắc không ghé lại đây đâu, sau đi chỗ khác nữa chứ. Rồi xong hết pin rồi sao Dục? Anh cho em xin 300 tiền một con. Về chưa? Có còn tôm hùm mua cho hết bây giờ không à? Hả? Nói quá xong mực bây giờ mà. Không ơi, giao cho em đi giờ. Bà xạo uống còn thùng ở dưới kia rồi đúng không? Hết rồi. Ta còn một con một nhỏ đó nữa, ta làm con mày đúng không? Tính ra hôm nay mua dĩa hơn em. Mua 4 thao 300 luôn. Mày mua 2 thao 300. Ồ nhanh đi Dũng ơi, nắng quá. Đi cả cái biển trắng đi. Nắng đâu vậy ơi? Cái này là em buộc là của tôm tít đâu. Không phải em mua nhiều lắm rồi. Nhiều màu quá ha. Đó, con cái nè, con trống nè. Còn mấy con kia là con gì? Con ba đê hả? Con kia ba đê hả? Đó giờ tôi bé nó đây cũng được 4-5 năm á, tôi chưa biết con tôm hùm nào cái mà con tôm hùm nào đực. Mà vậy mà bà biết cái con tôm hùm ba đê luôn thấy hả? Tôi biết con tôm hùm này này.